Ok, chào mừng anh em nha. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì đây cũng là một cái video đầu tiên để mình cập nhật tin tức cho anh em trong cái năm mới này. Không biết anh em đã ăn Tết như thế nào rồi. Thì hôm nay là mùng 5 đúng không? Thì trước khi mình bắt đầu cái video này thì mình cũng sẽ xin một lần nữa cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình và đội ngũ con số 8 trong suốt một năm 2021 vừa qua. Một năm có thể nói là chúng ta đã có nhiều cái thăng trầm cùng nhau, đi qua những cái biến cố cũng giống như là những cái niềm hạnh phúc cùng nhau đúng không? Và mình hy vọng rằng trong năm 2022 thì anh em sẽ gặp được nhiều may mắn nè, nhiều thành công hơn nữa và đặc biệt có nhiều sức khỏe để mình có thể thực hiện những cái mong ước, những cái dự định của mình trong tương lai nha anh em. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em những cái tin tức, những cái diễn biến trên thị trường nó đã như thế nào trong những cái ngày, trong những cái ngày qua. Có thể là những anh em đã trong những ngày qua chúng ta ăn Tết rồi đúng không? Chúng ta có thể đã bỏ sót một số cái thông tin rất là quan trọng đối với cái thị trường này, nhưng anh em yên tâm đi vì đã có mình ở đây, mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái thông tin ngày qua nó như thế nào nha. Rồi, đầu tiên có thể nói rằng là trong ngày hôm nay thì Bitcoin đã có thể phục hồi lên cái ngưỡng gần là gần 42.000 đô rồi. Đó, thì đây là một cái tín hiệu rất là vui. Sau khi chúng ta phải gánh chịu một cái mùng 3 và mùng 4 khi mà Bitcoin nó không phá qua được một cái ngưỡng gọi là 39.000 đô mà nó lại đâm xuống 2.000 giá là 37.000 đô đó. Thì những cái nguyên do của nó đến là gì? Thì đầu tiên á, mình sẽ xin giải thích cái cú đâm trước đi. Thì khi mà lúc đó anh em có để ý á, là vào mùng 2 đó, khi mà Bitcoin nó leo lên tầm 39.000 đô và sau đó nó đâm xuống tầm khoảng 37.000 đó, thì thực sự cái sự giảm giá này thì mình cho rằng đó chỉ là một cái bước điều chỉnh của Bitcoin để mà nó có thể nó tiếp tục nó hồi phục lên thôi đó. Vì anh em cũng biết á, là trong cái ngày mà khi mà Bitcoin đâm đó thì chúng ta đã ghi nhận được một cái thông tin, đó chính là những cái hacker của sàn Bitfinex đó, họ đã liên tục họ di chuyển 2,5 tỷ đô của Bitcoin trong cái khoảng thời gian đó. Và cái việc di chuyển này là gì? Tức là cái việc di chuyển này thì cũng như mình đã đề cập trong rất nhiều video của mình rồi, tức là mỗi lần mà có một cái số lượng Bitcoin nào đó mà nó rất là khổng lồ mà nó di chuyển qua lại thì chắc chắn sẽ tạo nên một cái tâm lý rất là sợ hãi đối với những nhà đầu tư, những nhà đầu tư bán lẻ đó anh em. Tức là họ sợ rằng là cứ di chuyển qua di chuyển lại thì nếu có một cái câu chuyện nào đó mà nó xả ra thì sao đúng không? Thì cái điều đó thì nó đã chắc chắn nó gây một cái phần ảnh hưởng rất là lớn đối với tâm lý của những nhà đầu tư rồi. Đó, nhưng mà anh em để ý đó, thì cái việc mà chuyển qua chuyển lại như vậy á, mà nó xảy ra rất là thường trực ở trên cái thị trường của chúng ta. Đó, nó xảy ra rất là thường trực rồi và hình như là nó đã kéo dài từ năm 2020, 2021. Đó, nó cứ chuyển qua chuyển lại như vậy thì mình cho rằng đây cũng chính là những cái thông tin mà nó ngắn hạn thôi, nó chỉ gây một cái sự điều chỉnh, một cái tâm lý nào đó nhất định trên thị trường của chúng ta mà thôi. Đó. Và tiếp theo nữa, chúng ta đã có cũng trong ngày hôm đó luôn thì chúng ta đã có một cái sự hiện diện mới của nước Anh. Thì anh em biết á, cái ông nước Anh này thì ổng khá là có một cái thái độ rất là thù địch với Bitcoin từ đó tới giờ luôn, nó kéo dài từ năm 2021 đến năm nay luôn, là không năm 2022 luôn. Thì cũng trong cái ngày hôm đó đó thì những cái cơ quan và đặc biệt cụ thể hơn đó chính là cơ quan thuế của nước Anh, thì họ nói rằng là họ sẽ siết chặt cái không gian DeFi này và họ sẽ tiến tới cái việc là họ xem cái vấn đề như là về việc staking nè, về việc lending and borrowing, đó chính là những cái việc mà cái bản chất của lợi nhuận, cái việc mà nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận từ những cái chức năng, từ những cái hành động đó, thì họ sẽ quyết định họ đánh thuế cái này, họ sẽ siết chặt cái không gian DeFi này. Thì dĩ nhiên là nó sẽ cũng ảnh hưởng một cách rất là nhất thời trên thị trường tiền mã hóa mà thôi. Tại vì như anh em biết là trước đây cái Vương quốc Anh này đó, và ngay cả những cái ông như là ông phó thống đốc của ngân hàng trung ương Anh và ông thống đốc ngân hàng trung ương Anh luôn, thì hai ông nói rằng là chúng tôi sẽ đàn áp tiền mã hóa, chúng tôi sẽ cho rằng là tiền mã hóa là một cái gì đó sẽ tụt dốc về không, tất cả giá trị đều bị bay màu cả. Và những cái ông này, mấy ông còn thúc giục rằng là phải có những cái biện pháp rất là gay gắt đối với tiền mã hóa và triển khai những cái khung pháp lý nhất định để có thể mà siết chặt cái ngành này lại. Thì dĩ nhiên lại là cái thông tin mà gây sức ép với một không gian DeFi như vậy, và những cái người mà họ tham gia vào những cái không gian DeFi là chắc chắn là họ sẽ bị đánh thuế. Thì dĩ nhiên là nó kết hợp với nhiều cái nguồn thông tin để khiến giá Bitcoin điều chỉnh mà thôi, nó hợp pháp hóa đường giá đó theo một cái cách nôm na mà anh em hay gọi như vậy. Thì dĩ nhiên là cái cú đâm mà 2.000 giá của Bitcoin từ 39.000 về 37.000 đó là một vấn đề rất là hợp lý, nó không có gì cả. Nhưng mà mình cho rằng đó, cái việc mà Bitcoin nó đâm như vậy thì dĩ nhiên là khi mà nó điều chỉnh như vậy á, thì nó sẽ lành mạnh hơn và nó tiếp, và khi mà nó điều chỉnh xong rồi, nó tích lũy xong rồi thì nó sẽ tiếp tục hồi phục và mạnh mẽ lên nữa thôi. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta đã chứng minh trong cái khoảng thời gian lịch sử kể từ khi mà Bitcoin tạo ra đến bây giờ, cứ mỗi lần đâm không có cái gì tăng mãi và cũng không có cái gì là giảm mãi cả anh em, đúng không? Chúng ta đã chịu một cái cú đâm từ lúc mà 69.000 về 42.000
từ 42.000 về cái đáy mới nhất của chúng ta được thiết lập, như mình đã đưa hình như là tầm 2 tuần trước đúng không, là về cái đáy khoảng là 32.900 và 33.000, và đến bây giờ khi mà nó điều chỉnh 2.000 giá từ 39.000 về 37.000 và ngay lập tức nó phục hồi lên từ khoảng là 41.500 tại thời điểm mình làm video này, và có thể là trong ngày hôm nay nó lên 42.000, thì chắc chắn bây giờ chúng ta phần lớn, mình nói là phần lớn nha, chứ mình không phải là khẳng định rằng là đây sẽ là một cái đáy mới của Bitcoin, thì phần lớn bây giờ chúng ta đang cho rằng là cái đáy mới của Bitcoin nó sẽ nằm ở là 32.900 đô, đúng không anh em? Đó, thì dĩ nhiên là đây là một cái tin rất là vui rồi, tại vì chúng ta đã có một cái đáy cũ, là vào tháng 5, ngay khi mà Trung Quốc nó đàn áp chúng ta đó, thì cái đáy cũ nó rơi vào khoảng tầm 29-30.000 đô, và cái đáy mới bây giờ nó đang được thiết lập lại để nó test, lại cái đáy mới thì nó là 32.900, và từ đó nó sẽ đi lên để mà nó có thể là chạm lại cái đỉnh cũ hoặc là đi xa hơn nữa trong tương lai, thì đó là cái điều mà mình cũng rất là mong muốn, và mình hy vọng rằng là cái việc này nó sẽ xảy ra, đúng không? Rồi, vậy thì cái thông tin mà khi mà Bitcoin nó phục hồi như vậy thì nó đến từ đâu? Thì thứ nhất thì chúng ta phải nói tới một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là nó mới vừa xảy ra thôi, nhưng mà nó cũng gây một cái sự bất ngờ đối với thị trường chúng ta. Đó chính là về việc là nước Mỹ đó anh em, thì họ đã bổ sung thêm 467 việc làm mới ở trong tháng 1, và nó đã vượt qua ngoài cái dự đoán trước đây. Đó, nhưng mà cái việc mà bất ngờ đó chính là mà khi mà tăng cái số lượng việc làm lên thì cái việc này nó đồng nghĩa với cái việc là cái tỷ lệ lạm phát nó cũng sẽ tăng lên, bởi vì Fed á, họ càng có lý do để mà họ kìm hãm cái vấn đề này lại bằng cái việc mà họ tăng việc làm. Đó, thì cái thông tin này dĩ nhiên là nó phải là khiến giá Bitcoin đâm, nhưng mà không, giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi lên và tiếp tục phục hồi. Và cái điều này chúng ta cũng phải rất cảm ơn những cái nước xung quanh, và đặc biệt đó chính là về Ngân hàng Trung ương Châu Âu anh em. Tại vì chiều ngày hôm qua là khi mà mình đưa cái tin này cho anh em lên con 68 để mà cho những bạn độc giả xem, thì mình nhớ không nhầm á, là cái tin này là mình đã làm vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu đó, mà mình bây giờ mình sẽ gọi tắt là ECB, thì họ đã quyết định một cái vấn đề nó rất là hay và nó rất là nhẹ nhàng so với Fed. Thì anh em biết cái Fed đó, là từ cuối năm 2021 đó chuyển sang năm 2022, thì họ đã nhiều lần đe dọa chúng ta rằng là chúng tôi sẽ nâng lãi suất, đúng không? Và dự kiến trong năm nay là tầm 3 đến 4 lần thì phải. Và trong cái cuộc họp vào tháng 2 đó, thì Fed họ có nói rằng là bây giờ chúng tôi tạm ngừng, chúng tôi chưa có nâng lãi suất đó, và chúng tôi sẽ quyết định cho đến cái phiên họp vào tháng 3. Thì ngay lúc đó anh em thấy Bitcoin nó cứ bùm đùm và cái khoảng là 36.000 tới 39.000 đó. Nhưng mà trái với cái quan điểm của Fed, thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu mà mình bây giờ mình gọi là ECB và EU đó, thì họ nói là ok, cái vấn đề lạm phát, mình tóm gọn lại cho anh em rằng là họ nói là cái vấn đề lạm phát là cái vấn đề của chung đó, ngay cả Mỹ, Châu Âu hay bất cứ nước nào bây giờ cũng đang chạm một cái ngưỡng lạm phát rất là cao, và đối với Châu Âu thì nó cũng là một cái ngưỡng lạm phát kỷ lục, đó chính là 5,1% đó, và hình như là đối với Hoa Kỳ nó rơi vào tầm khoảng là 7%, đúng không anh em? Đó, được thông báo vào cuối tháng 12. Nhưng mà trái ngược với cái quan điểm của Fed, thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB thì họ lại nói rằng là chúng tôi sẽ giữ nguyên lãi suất luôn, chúng tôi không có giống như ông đó. Và cái vấn đề mà lãi suất họ sẽ kìm hãm nó ra sao, thì họ hy vọng rằng vào cuối năm 2022 cái vấn đề lãi suất nó sẽ được giải quyết một cách triệt để. Và dĩ nhiên rồi, EU cũng là một cái khu vực, một cái nền kinh tế lớn top đầu của thế giới rồi, và họ thông báo là cái vấn đề lãi suất là bây giờ chúng tôi giữ nguyên. Thì ngay lập tức anh em thấy là Bitcoin đã nhận được một tín hiệu rất là tích cực và phục hồi lên cái ngưỡng như hiện tại ngày hôm nay, thì đó là một cái tin rất vui mà mình cho rằng là ok, thế giới của chúng ta đồng ý là Mỹ là một cái nền kinh tế lớn có thể chi phối, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều cái nền kinh tế lớn khác như là về EU, như là về Trung Quốc, đúng không anh em, và nhiều cái khác nữa. Thì bây giờ chúng ta đã nhận được một cái tín hiệu rất là tích cực từ EU rồi, họ không có nâng lãi suất và họ sẽ giữ nguyên cái vấn đề này. Và cái vấn đề này á, cái vấn đề lạm phát nó là vấn đề chung của thế giới thôi, chẳng qua là Fed cái tầm ảnh hưởng của họ quá là lớn, nên chúng ta cứ hay nghĩ rằng là Fed họ nâng lãi lên hay là họ làm bất cứ một cái điều gì đó, thì cái đó chỉ là một cái vấn đề của Fed mà thôi, không phải nha anh em. Vấn đề lạm phát đó là vấn đề chung của thế giới rồi, và dĩ nhiên rồi, Bitcoin từ đó giờ là hay bị nhạy cảm bởi những cái mà khi mà Fed đưa ra, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy những cái biến động giá của Bitcoin đó là một vấn đề rất là bình thường thôi đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã có được một cái tin vui thứ nhất để chúng ta có thể đón chào một cái năm mới nó rất là mình hay gọi là tràn đầy hy vọng đó anh em. Đó chính là ECB họ giữ nguyên lãi suất luôn, mặc dù lạm phát của họ đang chạm mức kỷ lục nha, nó khác xa với Fed luôn. Rồi, và tiếp theo chúng ta cũng phải cảm ơn một cái nước mà mình hay gọi đó chính là nước Nga đó, những con gấu Nga đó. Thì anh em biết là cái vấn đề Nga ở trong cái video lần trước đó, thì mình đã có đề cập là bây giờ là Nga họ cũng đang có những cái sự tranh cãi trong cái nội bộ chính phủ của họ, từ khi mà Ngân hàng Trung ương của Nga họ đưa ra cái lệnh cấm đó anh em.
thì chúng ta phải biết rằng là cái lệnh cấm đó là một cái lệnh cấm đề xuất của Ngân hàng Trung ương Nga nha. Nhưng mà trong nội bộ của chính phủ Nga thì nó có rất nhiều cái cơ quan hành chính, cơ quan chính phủ khác nhau, chứ không phải là chỉ có riêng là một mình ông Ngân hàng Trung ương Nga ông đề xuất một cái đùng là chúng ta cấm liền. Thì tại thời điểm hiện tại đó, thì anh em biết rằng là trong nội bộ của chính phủ Nga đó thì tất cả những cái cơ quan, những cái giới chính quyền họ đều không có đồng ý với cái đề xuất lệnh cấm đó của Ngân hàng Trung ương Nga. Đó là cái nguồn thông tin thứ nhất. Cái đó, và tiếp theo đó là cái nguồn thông tin thứ hai là mình sẽ xin mổ xẻ cái này ra sao. Đó chính là, thứ nhất chúng ta hãy nói về Bộ Tài chính Nga thì họ nói rằng là sao đây, ở đây mình có đề cập. Tức là trong một cái video lần trước là họ đã đưa ra một cái sự phản đối rồi, họ đã đưa ra một cái sự phản đối đối với Ngân hàng Trung ương của Nga rồi. Và cho đến ngày 3 tháng 2 đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga đó thì ông đã gửi một cái lá thư lại cho Thủ tướng để mà ông nhắc lại cái vấn đề đó. Tức là sao? Tức là trước đây tôi đã nói là chúng tôi phản đối rồi, nhưng mà bây giờ kéo dài sau một tuần rồi, chúng tôi gửi thư lại cho Thủ tướng, chúng tôi nhắc lại cái lần đó. Tức là cái lập trường của Bộ Tài chính Nga họ vẫn vững nha anh em. Tức là họ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề là chúng tôi không có đồng ý với cái lệnh cấm này, tại vì cái lệnh cấm này nó quá là vô lý và nó sẽ gây sức ép đối với cái sự phát triển về mặt công nghệ, về mặt tốc độ chạy đua công nghệ, hay là về những cái mặt khác, cái sự phát triển chung của đất nước Nga trong tương lai. Đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta có một cái bộ khác, có một cái phòng khác, đó chính là Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga. Thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga cũng gửi một cái bức thư, nhưng mà không phải gửi một cái bức thư cho Thủ tướng, mà gửi một cái bức thư cho Bộ Tài chính Nga để nói rằng là sao? Để nói rằng là cái việc mà hợp pháp hóa cái vấn đề khai thác đó anh em, mà mình hay gọi chung cho anh em dễ hiểu đó, đó chính là cái vấn đề đào Bitcoin, thì chúng ta không có cần thiết mà phải cấm cái vấn đề này cả, tại vì chúng ta phải bắt buộc hợp pháp hóa nó đi. Đó. Tại vì đó cũng là một cái ngành để mà có thể giúp cho cái nền kinh tế Nga có thể đi lên. Và không chỉ Bộ Tài chính nè, không chỉ Phòng Công nghiệp Thương mại nè, đó, mà nó còn có nhiều cái phòng ban khác nữa. Mà tại vì cái video này nó rất là dài rồi, nó sẽ có nhiều cái nguồn thông tin nên mình chỉ đưa tóm gọn cho anh em thôi. Nhưng mà cái thực tế ở Nga nó đang là như vậy anh em. Tức là ông Ngân hàng Trung ương Nga, ông đứng qua một bên, còn những cái ông khác, ông đứng qua một bên. Đó, và Tổng thống Putin là một cái vị lãnh đạo tối cao nhất, thì ông lại phát biểu ủng hộ cái ngành đào tiền mã hóa này. Thì anh em hiểu là đó là một cái tin rất là tốt, khi mà chúng ta đã phải gồng mình để mà chúng ta ghi nhận một cái cú đâm, khi mà tự nhiên cái đùng một cái ông Ngân hàng Trung ương Nga ông đưa ra một cái lệnh, ông chỉ đề xuất một cái lệnh cấm thôi, thì lúc đó Bitcoin nó đùng, thì chúng ta rất là bị hoảng sợ bởi cái nguồn thông tin này, đúng không? Nhưng mà hiện tại thì cái thực tế nó đang như vậy. Ông Ngân hàng Trung ương châu Âu, ủa ông Ngân hàng Trung ương Nga chứ, ông đứng ở bên, ông nói là không có bàn cãi gì cả, chúng tôi vẫn cho rằng đó là nguy hiểm, là lệnh cấm. Nhưng mà những cái bộ khác đó, những cái cơ quan chính phủ khác, họ lại đứng qua một bên, họ nói là không phải. Và Tổng thống Putin cũng đã phát biểu ủng hộ rồi. Và vào một cái điều thông tin thú vị khác, đó chính là vào khoảng tháng 7 và tháng 8 năm 2021 đó, nên thì Tổng thống Putin cũng đã một lần nói rằng là ông thừa nhận Bitcoin là thực sự có giá trị. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải nói là cái lệnh đề xuất cấm của Ngân hàng Trung ương Nga là giống kiểu là một chọi 100 vậy đó. Đó là cái thực tế. Và để đi đến cái quyết định cuối cùng này đó, thì ngay thì Nga thì tất cả cũng ngồi chung lại và quyết định là sẽ xây dựng một cái lộ trình pháp lý để mà có thể cung cấp một cái khuôn khổ pháp luật để mà có thể quản lý cái vấn đề tiền mã hóa này đối với Nga thay vì cái lệnh cấm đó. Thì đó là cái bức tranh cuối cùng của chúng ta tại cái đất nước này, tức là sẽ không có cấm nữa, mà thay vào đó là tất cả đang ngồi cùng nhau để mà xây dựng những cái khung pháp lý kết hợp lại với nhau để mà có thể quản lý nó mà thôi, chứ không có cấm nữa ha. Thì đó chính là một cái tin tốt thứ hai mà tôi gửi đến cho anh em. Và tiếp theo nữa đó thì cái việc này nó ảnh hưởng gì, tại vì là ngay cả người dân Nga thì bây giờ á, theo một cái báo cáo mới vừa được tiết lộ thôi, và mình cũng rất bất ngờ với cái báo cáo này, tức là người dân Nga bây giờ đó anh em, họ đang sở hữu khoảng hơn 200 tỷ USD crypto, và cái con số này đó nó chiếm tới 12% tổng vốn hóa thị trường của chúng ta, tức là tổng vốn hóa thị trường của cả cái thị trường chúng ta luôn đó, mà trong đó người Nga họ chiếm đến 12%, tức là hơn 200 tỷ USD, và cụ thể hơn là 215 tỷ USD. Thì anh em biết nó kinh khủng đến mức nào. Thì đó cũng là một cái điều dĩ nhiên khi mà chúng ta phải lý giải được rằng cái câu chuyện ngược lại là đó, từ lúc mà ông Ngân hàng Trung ương Nga mà ông đưa ra cái đề xuất đó, thì dĩ nhiên là Bitcoin đâm là phải rồi, tại vì anh em biết người dân Nga họ nắm tới bao nhiêu đây, mà chiếm 12% tổng vốn hóa thị trường, một cái con số rất là lớn đối với một cái đất nước như thế này thôi. Đó. Và bất kỳ một cái hành động nào mà tiêu cực của chính phủ Nga thì cũng đều gây, thì bây giờ chúng ta phải hiểu rõ được rằng á, là không chỉ Mỹ
không chỉ Trung Quốc, không chỉ châu Âu, mà bất kỳ một cái hành động nào tiêu cực của nước Nga thôi thì nó cũng gây một cái ảnh hưởng rất là nặng nề đối với cái thị trường của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thoát khỏi rồi, chúng ta đã thoát khỏi cái áp lực đó rồi ha. Và tiếp theo một cái quốc gia khác đó chính là về Ấn Độ ha. Thì anh em biết ông này nó cũng như vậy thôi. Ông này á tương tự như ông Nga vậy. Nếu mà ông Nga là ngân hàng trung ương Nga đúng không, thì Ấn Độ đó thì lại là ông ngân hàng trung ương Ấn Độ mà mình sẽ gọi tắt là RBI đó anh em. Đó thì anh em biết là trước đó đó ngân hàng trung ương Ấn Độ đó họ cũng đã nói rất cái nhiều, họ cũng đã nói rất nhiều về vấn đề là đất nước Ấn Độ phải cấm tiền mã hóa, phải như thế này thế kia. Và cũng tương tự như Nga thì anh em biết vào ngày vào tháng 11 đó thì Ấn Độ cũng đã đề xuất một cái lệnh cấm trên toàn diện tiền mã hóa y chang như Nga vậy đó. Nhưng mà sau đó thì tất cả cũng đã ngồi lại, cũng đã phải điều chỉnh, cũng đã phải họp hành với nhau và đưa ra những cái quyết định như là chúng ta phải quản lý thay vì cấm đó. Thì nếu bên kia là một mình ông ngân hàng trung ương Nga ổng chống lại tất cả những cái cơ quan chính phủ để mà có thể phản đối lại cái lệnh đó, thì bên đây RBI cũng vậy. Thì ở hiện tại đó thì những cái cơ quan chính phủ của Ấn Độ như là về Bộ Tài chính nè, hoặc là về những cái bộ khác, thì họ cũng nói rằng là sao, họ nói rằng là bây giờ họ không có cấm nữa, mà thay vào đó họ sẽ triển khai CBDC và họ sẽ đánh thuế. Tức là bây giờ họ đánh thuế, khi mà họ đánh thuế từng mã hóa rồi thì chắc chắn là cái việc cấm là cái việc không thể đúng không, tại vì đánh thuế một cái gì đó thì coi như là đó là hợp pháp đó. Nhưng mà bây giờ họ đánh thuế với một cái mức 30%, nó mới là một cái vấn đề nè. Tại vì 30% tại Ấn Độ thì anh em biết đó chính là một cái mức thuế cao nhất tại quốc gia này luôn. Thì ok, nếu mà không cấm được thì bây giờ chúng tôi sẽ dùng những cái biện pháp hạn chế, như là chúng tôi áp thuế nó cao như vậy, là dùng để là đây chỉ là một cái mục đích để mà hạn chế các nhà đầu tư tham gia vào cái thị trường crypto tại Ấn Độ mà thôi đó. Nhưng mà thà có còn hơn không đó, thà không cấm áp thuế cao cũng được, chứ đừng có đưa ra những cái lệnh cấm, những cái lệnh mà nó rất là hà khắc để mà có thể khiến thị trường nó tiêu cực như vậy đúng không anh em. Thì đây cũng là một cái tín hiệu mà mình cho rằng nó cái việc đánh thuế cao là hạn chế thì nó là không có tốt rồi. Nhưng mà thà có còn hơn không, thà chấp nhận nó và đánh thuế nó cao hay thấp đó là vấn đề của ông, nhưng mà nó khác xa với cái việc mà chúng ta cấm hoàn toàn đúng không. Nhưng mà cũng giống như cái trường hợp bên kia thì đến bây giờ ngân hàng trung ương Ấn Độ là RBI thì họ vẫn nói là Ấn Độ nên đi theo của con đường Trung Quốc đó, và phải cấm triệt để đi, không có được mà triển khai, không có được áp thuế, không có được gì cả. Thì anh em biết Nga với Ấn Độ bây giờ cái bức tranh của nó hoàn toàn nó tương tự với nhau như vậy. Nhưng mà không, Bộ Tài chính Ấn Độ đó họ nói rằng là họ sẽ triển khai CBDC và họ sẽ áp thuế 30%. Và ngay khi cái thông tin này đưa ra thì mình cũng đã đưa ra một cái bản cập nhật đến cho anh em, đó chính là về việc thư ký tài chính của Ấn Độ đó là ông Somanathan đó, thì ông nói rằng là sao, ông nói rằng là ok, cái việc mà giao dịch tiền mã hóa, giao dịch tài sản mã hóa tại Ấn Độ đó là một cái việc là không phải là bất hợp pháp, và Ấn Độ chỉ xem cái việc này như là việc đánh thuế từ những cái trò chơi như là về cá cược, về bài bạc mà thôi, chứ nó không có phải là một cái vấn đề bất hợp pháp. Thì anh em biết rằng là đây cũng là một cái tin tốt tiếp theo ở trên cái tin tức vĩ mô để mà có thể ảnh hưởng tốt tới giá của Bitcoin đến hiện tại như thế nào đúng không. Rồi tiếp theo đó là mình cũng xin chia sẻ cho anh em một cái sự việc mà chúng ta đã gặp trong ngày hôm qua. Một cái sự việc mà mình nghĩ là nó một phần nào đó nó gây chấn động đối với chúng ta, đó chính là về thứ nhất là mình sẽ nói về những cái token Metaverse đi. Những cái token Metaverse này á, thì anh biết là trong 7 ngày qua nó đã tăng trưởng tới mức 2 con số rồi đúng không, và trong 24 giờ qua nó cũng đã tăng rất là kinh khủng như vậy, 14-18% như thế này. Và những cái mã như là về Mana nè, về Sen nè, hay là về Engine đó, thì đây là những cái token Metaverse hàng đầu rồi. Nhưng mà trái ngược lại, khi mà chúng ta nói về Metaverse á, thì chúng ta phải nói về một cái đại diện mà đã tiên phong đối với cái lĩnh vực này trên thế giới, đó chính là ai, đó chính là về công ty Meta đó. Công ty Meta mà trước đây được gọi là Facebook đó anh em. Thì anh em biết á, thì để mình reset lại cái chart này để mà có thể chia sẻ đến cho anh em. Thì như anh em biết là về cái việc mà những cái token Metaverse đó mà nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ như thế này đúng không, những cái token Metaverse nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ, thì dĩ nhiên khi mà chúng ta nói về Meta hay là chúng ta nói về những cái mà nó liên quan đến những cái token này á, thì chắc chắn là nó cũng phải ghi vào một sự tăng trưởng đúng không. Nhưng mà đối với cái cổ phiếu của Meta đó thì anh em biết, từ để mình bật những cái chart đây, anh em biết cái cổ phiếu của Meta nó đã rớt một cách rất là kinh khủng luôn. Đây là vào ngày 2 tháng 2 nha anh em, nó rớt một cách là từ 324 đô đây xuống còn 246 đô, và tiếp tục rớt đến cái mức đáy của nó là tầm khoảng là
để mình di chuyển cái này sang tầm khoảng là 200 đây 229 đô. Đó, nó rất là kinh khủng và dường như là nó rớt là hơn, nhớ không nhầm là hơn 25% thì phải. Đó, thì anh em biết là tại vì Meta là một cái gã khổng lồ mà họ đã đi đầu trong một cái xu hướng Metaverse như thế này. Đó, mà theo một cái lý thông thường là nếu mà những token Metaverse nó tăng thì chắc chắn nó sẽ tác động một cách rất là thuận lợi đối với cái cổ phiếu của bên Meta, của bên Facebook đúng không? Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó giảm một cách đột ngột như vậy. Thì cái nguyên nhân này nó đến từ đâu? Thì thứ nhất mình cũng chia sẻ cho anh em là nó đến từ thứ nhất là về kể từ khi mà Meta mà họ bắt đầu thâm nhập vào Metaverse đó, thì họ đã lập ra một cái bộ phận để mà chuyên phát triển, chuyên hoạt động về cái mảng Metaverse này. Thì trong cái báo cáo quý 4 của họ mới được tung ra vào trong tuần này đó anh em, thì anh em có biết không, thì cái bộ phận đó nó đã làm mất khoảng là 10,2 tỷ USD lợi nhuận của Meta trong năm vừa rồi. Đó, và tiếp theo nữa là cái dự án Stablecoin Gym đó anh em. Đó, cái dự án Gym đó thì bây giờ nó cũng đã hoàn toàn nó đổ vỡ rồi. Thì đây cũng là những cái tín hiệu rất là tiêu cực để mà có thể ảnh hưởng giá trực tiếp tới cổ phiếu của Meta, của Facebook trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Thì mặc dù những cái token Metaverse nó như thế này, nhưng mà cổ phiếu giá Meta lại đâm tới cái mức gọi là hơn 25% như vậy thì nó không có khác gì đối với cái thị trường của chúng ta cả. Tại vì anh em biết là đối với cái thị trường chứng khoán thì nếu mà chúng ta đâm khoảng 1, 2, 3, 4, 5% thì nó là vấn đề rất là bình thường. Đó, còn thị trường crypto của chúng ta 10, 20% là bình thường đúng không? Nhưng mà bây giờ nó đâm tới khoảng là 25% như vậy. Đó, mà cái vấn đề stablecoin bị đổ vỡ thế này, vấn đề bị thất thoát 10,2 tỷ USD khi mà Meta đã thành lập một cái bộ phận phát triển Metaverse nhưng không lại đem lại bất kỳ một cái doanh thu nào, tức thậm chí còn thụt lùi nữa, thì cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư khi mà họ đầu tư vào cái cổ phiếu của bên Facebook như thế này đúng không? Và một cái điều nữa là một thông tin là rất là, anh em còn nhớ là Jack Dorsey không? Thì ông là CEO của Twitter đó, thì ông cũng đã nói rằng là cái việc mà Meta như vậy, cái việc mà stablecoin của Meta mà nó đi đến một cái bờ vực mà sụp đổ như vậy đó, thì đó là một cái nguyên do nhắc nhở, một cái lời cảnh tỉnh dành cho Meta rằng là anh đang đi sai đường rồi, đáng lẽ ra nếu mà anh đi đúng đường là anh phải tập trung vào Bitcoin. Đó, thì anh em có thể biết rằng là cái vấn đề Meta họ không chọn Bitcoin là một cái kim chỉ nam để họ bước chân vào cái thị trường crypto này, mà họ chọn Metaverse là một cái ngách khác để mà họ bước chân vào cái thị trường này. Đó, thì nó lại liên quan đến một cái câu chuyện rằng là những cái đối thủ của Meta như là về Google, về Microsoft đó, thì họ sẽ tận dụng những cái cơ hội này để mà họ có thể chiếm lại cái vị thế của họ đối với Meta nếu mà Meta không thực sự vực dậy được sau cái cú sốc như thế này. Và cái vấn đề mà tại sao mình lại nói một cái câu chuyện rằng là Meta họ không chọn Bitcoin mà họ chọn Metaverse để rồi họ chịu một cái kết cục nó như thế này, thì mình xin chia sẻ tiếp theo. Tại vì anh em biết á, dù Metaverse hay dù những cái lĩnh vực khác nó có thể tăng trưởng rất là nóng, nó có thể là một cái tương lai rất là sáng, rất là cởi mở, nhưng mà thị trường của chúng ta đó, chúng ta vẫn đang bị chi phối rất nhiều bởi Bitcoin. Đó, và tại sao mình lại nói về một cái câu chuyện này, đó chính là thứ nhất, anh em thấy á, trên cái bảng mà những cái công ty, những cái tài sản mà có những cái vốn hóa lớn thì chúng ta có ai? Chúng ta có Apple, chúng ta có Microsoft, chúng ta có Saudi Aramco, chúng ta có Google, chúng ta có Amazon. Thì để mình điểm qua nha. Đó, thì để mình điểm qua thì cái cách tiếp cận là ra sao, thì thứ nhất là Apple đi. Thì anh em biết á, đến bây giờ Apple họ vẫn chưa có thực sự là rõ ràng trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào cả. Đó, chúng ta quay ngược lại câu chuyện vào tháng 5, tức là sau khi mà Tesla đó họ nói rằng là họ đầu tư 1,5 tỷ đô vào Bitcoin đúng không, thì đã có rất nhiều một cái nguồn thông tin đó cho rằng đó là về bên phía Apple đó họ đang chi một cái khoản mà người ta gọi đó chính là gì, đó chính là 2,5 tỷ đô để mua Bitcoin. Nhưng mà cái tin đồn này thực sự là nó chưa có được xác định, và nó chỉ mới được nhen nhóm bởi những cái người mà họ phao tin ra thôi. Tại vì anh em biết á, là Apple hay là CEO Apple đó là hai cái thực thể khác nhau. CEO Apple ổng có thể nói là ổng mua Bitcoin và ổng không có khai, ổng không có làm gì cả, thì đó là cái vấn đề của ổng. Nhưng mà cái vấn đề mà đối với một doanh nghiệp thì nó lại là một cái vấn đề khác. Tại vì doanh nghiệp là họ phải có những cái báo cáo doanh thu nhập của họ hàng quý, và họ cũng phải khai thuế này kia nữa, và họ cũng phải khai những cái bản cân đối kế toán của họ nữa, nên cái vấn đề họ mua hay không thì chúng ta biết liền. Đó, nhưng mà tại sao mình lại nói như vậy, tức là vào tháng 11 đó là CEO Tim Cook á, là CEO của Apple đó, là ông đã nói rằng là ông có đầu tư vào tiền mã hóa rồi. Và
Nhưng mà cái công ty Apple của ông ấy lại không có một cái kế hoạch để chấp nhận một cái loại tài sản này, và cũng không có chấp nhận Bitcoin hay là chấp nhận một cái gì cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy lật lại đi, thì đây là một cái nguồn thông tin của CEO Apple vào tháng 11, đúng không? Rồi chúng ta lật lại vào tháng 5 thì Apple vẫn đang tuyển dụng những cái người, những cái trưởng bộ phận có liên quan về những cái vấn đề thanh toán, về chấp nhận và biết, có kinh nghiệm về tiền mã hóa. Thì chúng ta hãy nhìn lại cái câu chuyện của Amazon á. Thì Amazon á là cái ông này nè anh em, Amazon là cái ông này, thì ban đầu ông cũng nói là chúng tôi không chấp nhận Bitcoin, chúng tôi không thế này thế kia đó, chúng tôi những cái tin đồn là thất thiệt. Nhưng mà đến bây giờ thì sao? Đến bây giờ á thì Amazon họ cũng đang rục rịch để mà họ tuyển những cái người mà có kinh nghiệm về tiền mã hóa này kia, và bây giờ họ cũng đã bắt đầu thâm nhập cái thị trường Metaverse rồi. Và cái vấn đề Bitcoin là mình nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Và đối với Apple đó thì nó cũng như vậy. CEO Tim Cook ông cũng đã đầu tư vào tiền mã hóa rồi, và Apple họ cũng đang thực hiện những cái bước đi như Amazon, là họ tuyển những cái người mà có kinh nghiệm về tiền mã hóa. Vậy thì cái việc mà họ sẽ chấp nhận Bitcoin thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình tin tưởng rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi. Đó, và hiện tại đó thì về phía của Apple đó thì họ vẫn đang một mực rất là khen ngợi Metaverse. Nhưng cái việc khen ngợi của họ nó không giống như bên phía Meta. Tức là sao? Tức là anh em thấy á, Amazon họ khen ngợi NFT và họ hợp tác với Wax hết. Và họ chỉ nói đơn, họ chỉ đá động tới Bitcoin một phần nào đó thôi. Apple cũng vậy, cũng đá động một phần nào đó tới Bitcoin, đúng không? Nhưng mà họ cũng nói một tí về Metaverse, như là họ nói là Metaverse có thể là một cái gì đó trong tương lai, đúng không? Nhưng mà nó ngược lại với bên phía Meta một điểm ấy, là Meta nói quá nhiều về Metaverse, và thậm chí họ còn làm những cái hành động để mà có thể tiến sâu vào cái vấn đề này, nó rất là rầm rộ như vậy, và cuối cùng đã phải chịu một cái tổn thất nó như vậy. Đó, thì mình nghĩ rằng đây chắc hẳn là một cái con bài để mà họ có thể họ giấu về phía Bitcoin mà thôi. Tại vì tất cả những cái ông lớn họ phải đều tiếp xúc qua Bitcoin cả, họ không thể nào chọn một cái vấn đề ngách khác là tiếp xúc qua Metaverse hay là tiếp xúc qua DeFi. Tại vì đó là một cái vấn đề mình nghĩ rằng là nó bất khả thi anh em. Ngay cả chính Tesla cũng vậy, họ tiếp xúc với Bitcoin, họ mua Bitcoin, họ giữ Bitcoin trên cái bảng cân đối kế toán của họ, đúng không? Vì vậy nên em thấy rằng là những cái công ty lớn như thế này thì họ không có dạy để mà họ chọn một cái ngách khác, khi mà những cái ông trùm khi một cái ông trùm như Bitcoin đang đứng sừng sững như vậy mà lại chọn một cách ngách khác cả. Thì đó đang là một cái con dao rất là lớn đối với cái sự phát triển của Meta. Và nếu Meta không kịp thời chấn chỉnh, và nếu Meta mà cứ tiếp tục đi theo những cái con đường này, tức là mình hay gọi vui đó là tài sản ảo nhưng mà nó không quy được thành tiền thật đến cho các nhà đầu tư, thì chắc chắn cổ phiếu Meta cũng sẽ còn sụt giảm hơn nữa. Và đến lúc đó nó sẽ có một cái cơ hội gì? Con dao hai lưỡi thì nó luôn có điểm yếu và nó luôn có một cái cơ hội khác khi chúng ta nắm được bằng cán, đúng không? Lúc đó chắc chắn Meta cũng sẽ nghĩ đến một cái chiều hướng nào đó để mà có thể tập trung hơn vào Bitcoin thì sao? Thì chắc chắn chúng ta sẽ có lợi. Tại vì anh em biết là khi mà Bitcoin nó tăng giá lên, nó là một cái anh người anh cả dẫn đầu thị trường rồi, thì khi mà những cái công ty lớn này nó bắt đầu đổ xô vào Bitcoin á, thì chắc chắn Bitcoin sẽ tăng giá lên và sẽ kéo tất cả thị trường của chúng ta đi lên. Đó là về một cái câu chuyện của Apple nha. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy nói một cái câu chuyện khác, đó chính là về Google đi. Thì anh em biết Google cũng vậy. Google là trước đây là đã không cho phép vấn đề chạy quảng cáo tiền mã hóa, nhưng mà bây giờ họ đã cho phép rồi, nhưng mà được giới hạn trong một cái phạm vi nhất định đi. Đó, thì ở đây chúng ta có Google, thì Google mới đây á, là cũng đã bổ sung một cái vị quản lý mới. Đó chính là ông Andrew Goldberg. Thì ông từng là một cái vị lãnh đạo của bên phía PayPal. Thì anh em biết á, PayPal là một cái gã không được thanh toán mà đã chấp nhận tiền mã hóa rồi, đó chính là Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash. Thì cái việc mà bổ nhiệm ông này vào á, là cũng là một cái động thái để mà chúng ta có thể gợi mở là Google đang tiến tới việc có thể chấp nhận thanh toán crypto rồi. Và cái việc á, mà nếu mà Google chấp nhận thanh toán crypto thì anh em biết á, là cái đồng nào mà Google sẽ chấp nhận đầu tiên hay không, thì mình nghĩ rằng chắc chắn hết 99% đó cũng chính là Bitcoin mà thôi. Đó, và tiếp theo đó thì Google á, họ cũng đã thành lập một cái Labs, mình hay gọi đó chính là một cái bộ phận mới để mà có thể chuyên tập trung để mà chuyên thúc đẩy những cái công nghệ blockchain này. Đó, và nếu anh em mà nhìn lại một tí quá khứ thì Google họ cũng đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào sàn CME và CME Group đó. Thì CME Group thì anh em biết đó là CME là một cái sàn mà giao dịch phái sinh, crypto phái sinh dường như là hàng đầu thế giới rồi. Có thể mà là một cái nơi để mà có thể giao thoa giữa những cái nhà đầu tư, tổ chức tài chính lớn truyền thống ở bên phía phố Wall đó. Họ rất là hay sử dụng sàn CME. Đó, thì ngay cả Google, Apple và những cái người và những cái công ty lớn thuộc hàng gọi là top, những cái
công ty mà có những cái vốn hóa lớn nhất thế giới này, thì họ cũng đang rất là rục rịch để mà tiến tới một cái sự tiếp nhận nào đó đối với cái thị trường chúng ta. Và tất cả chung quy lại thì nó đều quy về Bitcoin mà thôi. Đó, và ngay cả chính anh em biết ông này nè, ông Saudi Aramco nè, thì vào tháng 8 thì cũng đã xuất hiện một cái tin đồn là Saudi Aramco họ cũng đã bắt đầu bước vào cái lĩnh vực khai thác Bitcoin đó anh em, chứ họ không có chọn một cái ngách khác như là Meta. Đó, thì dần dần chúng ta đã thấy là lộ ra những cái gương mặt, những cái gà khổng lồ nếu mà chúng ta lật lại trong quá khứ. Tại vì á, mình nghĩ rằng á, anh em tham gia thị trường này á, những cái thông tin vật như thế này anh em sẽ rất ít để mà có thể chúng ta để tâm tới, hoặc là lâu chúng ta bắt gặp thôi. Nhưng mà nếu mà anh em thử ngồi lại, anh em liên kết lại, thì anh em sẽ thấy rằng là nó dường như nó có một cái gì đó. Tại sao Apple cũng có một những cái hành động nó ít nhưng mà nó lại liên quan đến như vậy? Tại sao Microsoft cũng lại như vậy? Saudi Aramco, Google, tức là trong top này ông nào cũng đã bắt đầu đi đến cái thị trường của chúng ta rồi. Và cái cửa mở đầu tiên chung quy lại thì nó đều là Bitcoin cả. Chỉ có riêng ông này là ông thuộc về cái phạm trù Metaverse mà thôi. Đó, thì mình nghĩ là đây cũng là một cái tín hiệu mà khi mà chúng ta liên kết những cái dữ liệu lại, chúng ta sẽ thấy được là một cái bức tranh nó rõ ràng hơn về cái sự tiếp nhận trên diện rộng đối với những cái công ty lớn, những cái công ty mà hàng đầu thế giới như thế này. Đó, như mình đã giải thích ở đầu video thì đây chính là về mặt quốc gia, còn đây chính là về mặt những cái công ty, tổ chức đầu tư tài chính lớn, những gã khổng lồ công nghệ của thung lũng Silicon ha. Tiếp theo thì mình cũng xin chia sẻ cho anh em một số cái tin tức về altcoin mà mình nhận thấy trong tuần này nó cũng rất là khả thi. Thì thứ nhất là mình sẽ nói về Texas đi. Thì vào hôm qua đó anh em, thì Texas họ đã ký một cái bản hợp đồng tài trợ khoảng là 20 triệu bảng đối với câu lạc bộ Manchester United. Thì anh em biết là Texas thì trong mấy ngày nay thì cũng là một cái đồng altcoin mà anh em chú ý rất là nhiều. Thì cái điều đó là một cái điều mà dĩ nhiên mà thôi, khi mà những cái nội tại mà Texas đang sở hữu đó thì mình cho rằng là rất là lớn. Nhưng mà về cái mức phát triển của Texas trong năm nay á, trong năm 2021 chứ, thì nó vẫn chưa đủ đáp ứng kỳ vọng đối với nhà đầu tư. Tại vì sao? Tại vì nó mới chỉ tăng gấp 3 lần mà thôi, từ cái mức giá 3 đô từ đầu năm 2021 lên tới cái đỉnh từ khoảng 9 đô. Và sau đó nó đang di chuyển từ khoảng từ 3 tới 4 đô tại thời điểm mình làm cái video này. Đó, nhưng mà tự nhiên một cái trong tuần vừa rồi thì anh em thấy á, thì những cái lượng giao dịch và cái hợp đồng thông minh trên Texas đó, nó đã tăng rất là mạnh. Đó, anh em biết á, ở đây nè, transaction, smart contract là những cái giao dịch mà nó liên quan tới smart contract á, thì từ tháng 1 năm 2021 thì nó ở cái ngưỡng này. Nhưng mà đến cho đến hôm nay thì nó đã có cái mức đột phá hơn 100.000 rồi. Và những cái địa chỉ đó anh em, những cái địa chỉ mà sở hữu lớn hơn một Texas đó thì bây giờ nó đã hơn 300.000 địa chỉ rồi. Đó, cho đó là cái thứ nhất. Và tiếp theo nữa đó chính là những cái địa chỉ mà thường xuyên hoạt động, thường xuyên active ở trên Texas đó, là cái đường màu đỏ này nè. Đó, anh em thấy nó đã có một cái mức đột phá lên. Đó, nó là có một cái mức đột phá lên tầm khoảng là trên 600.000 ha. Và những cái mà smart và những cái địa chỉ mà hoạt động, những cái địa chỉ active ở trên hợp đồng thông minh, nó cũng có một cái biểu đồ tương tự tỷ lệ thuận như vậy. Và nếu chúng ta xét về những cái mối quan hệ của Texas trong cái thị trường NFT và Metaverse thì anh em thấy vô vàng luôn. Chúng ta có những cái gì? Chúng ta có những hãng game hàng đầu thế giới như là Ubisoft, chúng ta có Rarible, chúng ta có giải âm nhạc Grammy, chúng ta có đội đua McLaren, chúng ta có Red Bull Racing Honda. Thì đó là những cái sự tích hợp của những cái bên ngành truyền thống đối với Texas khi mà mở ra một cái sự kết nối về mảng NFT. Đó là cái thứ nhất ha. Rồi, và tiếp theo nữa về trên phương diện gọi là phương diện đầu tư và tiếp nhận bởi những tổ chức lớn, thì chúng ta có những cái ngân hàng đầu tư lớn nhất châu Âu. Chúng ta có ngân hàng Shiba Thụy Sĩ, chúng ta có ngân hàng Pháp, chúng ta có rất nhiều ngân hàng để mà có thể hỗ trợ cho Texas trong việc mà ra mắt những sản phẩm staking, ra mắt những cái dịch vụ khác nhau để mà có thể hỗ trợ nền tảng. Thì sau đó đó, và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng đã có một cái sự hợp tác đối với câu lạc bộ Manchester United là về cái phương diện là thể thao nữa. Thì chúng ta thấy là bắt khi mà chúng ta khởi đầu trong năm nay thì Texas đang giành rất nhiều lợi thế để mà có thể cạnh tranh trong cái lĩnh vực về NFT, về những cái blockchain layer 1 khác, đúng không? Và điểm tiếp theo là chính là về cái sự tăng trưởng của Texas. Thì như mình cũng đã chia sẻ rồi, Texas á, thực sự cái mức tăng trưởng nó rất là khiêm tốn anh em, nó không có bằng những cái thằng khác đâu. Nó chỉ mới tăng gấp 3 trong năm 2021 thôi, và hiện tại á, thì nó vẫn đang như vậy. Nhưng mà cái nội lực của Texas thì mình nghĩ rằng là nó sẽ còn rất nhiều dư địa để mà nó có thể tăng trưởng tiếp được trong tương lai. Và tại vì là Texas cũng là một cái nền tảng từ năm 2017 rồi, nên là
thường thường á, những cái ông lớn mà từ thời xa xưa như vậy á, mà cho đến bây giờ họ vẫn giữ được cái phong độ như vậy, thì mình nghĩ là đó là một cái sự rất là nỗ lực của cái nền tảng này, và cũng là một cái điểm đáng ghi nhận để mà chúng ta có thể cho vào cái danh sách theo dõi của chúng ta. Rồi, và tiếp theo nữa là một cái đồng coin mà mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều anh em phản đối với mình, sẽ có rất nhiều anh em chửi mình khi mà mình đề cập đến cái đồng coin này, nhưng mà đó chính là về EOS. Nhưng mà anh em biết là trước đây mình cũng đã rất là ghét EOS khi mà dưới cái bàn tay điều khiển của Block One á. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại đó thì mình đã biến đổi cái sự ghét đó của mình thành một cái niềm hy vọng dành cho EOS. Thực ra mình không đầu tư EOS, mình không có đủ vốn để mình đầu tư được tất cả những cái coin trên thị trường này, nhưng mà tại vì mình rất là thích khi mà mình nhận định về một cái nền tảng nào đó và mình thấy được cái nền tảng nó thay đổi theo một cái chiều hướng tốt, thì mình chia sẻ đến cho anh em thôi, chứ không phải là mình chia sẻ những cái con này con kia để mà có thể anh em mua vào hay sao đó. Thì trước đây á, mình chưa từng đầu tư EOS và mình cũng sẽ không đầu tư EOS đó. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì mình cho rằng đó là EOS thì họ cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi, và đặc biệt là sau khi họ tách khỏi Block One. Thì cho anh em nào chưa biết á, là Block One á, là một cái công ty mẹ đứng sau sự phát triển của EOS, nhưng mà cả 3-4 năm qua Block One hình như không làm gì cả, và khiến cho EOS á, trở thành một cái dự án dường như là một cái dự án mà mình hay gọi bằng một cái từ gọi là bỏ con giữa chợ đó anh em đó. Nhưng mà hiện tại á, thì EOS đã khác rồi, EOS đã chuyển qua một cái tổ chức mới, đó chính là về EOS Foundation đó. Thì những cái drama của EOS thì anh em có thể lên trang con số 8 để mà anh em đọc. Thì đồng sáng lập của EOS á, là cái ông Daniel Larimer này á, thì trước đây á, ổng đã từng làm CTO của EOS vào năm 2017 rồi, sau đó ổng rời đi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại đó, ngay khi mà Block One á đã bắt đầu có những cái động thái tách rời khỏi EOS rồi, và EOS đang nhận được cái sự hỗ trợ từ những cái cộng đồng mới, của những cái tổ chức phát triển mới, thì Daniel lại quay về lại và ông rất là quyết tâm trong cái lần quay về này là ông sẽ giúp cho EOS trở thành một trong những cái dự án mà mang cái tầm nhìn ban đầu từ năm 2017 là trở thành một trong những cái dự án mà tốt nhất tại thị trường hiện tại. Thì ông thì trong tuần qua thì Daniel Larimer ông cũng đã giới thiệu một cái dự án khác để mà có thể thực hiện cái tham vọng này của EOS, đó chính là ông giới thiệu ra một cái dự án mới, đó chính là về Fractal DAO. Thì cái dự án Fractally DAO này á, thì ông sẽ nói là đó sẽ là DAO của các DAO, thì anh em biết trend DAO ai cũng biết rồi. Thì đến bây giờ thì khi mà ông mới vừa quay trở về EOS thôi, thì ông đã tuyên bố như vậy, ông lập ra một cái dự án để mà có thể nâng cấp thực hiện cái tham vọng của EOS từ năm 2017 đến bây giờ. Thì mình cho rằng đây cũng là những cái bước tiến triển khá là tốt của EOS trong năm 2022 này, nhất là khi mà phải gánh chịu một cái drama đối với công ty mẹ Block One, cả hai bên đấu nhau rồi tách ra, rồi bây giờ EOS đã được một cái cộng đồng khác, EOS Foundation hỗ trợ, và Daniel Larimer ông quay về để mà ông phát triển, ông hồi sinh cái này. Thì mình cho rằng là đây cũng là một cái cánh cửa sáng hơn của EOS để mà có thể khôi phục lại niềm tin của nhà đầu tư và trở về cái thời kỳ vinh quang vào năm 2017 ha. Đó thì đó cũng là những cái thông tin về những cái anchor cho rằng là trong tuần này nó nổi bật như vậy đó. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là mình không đầu tư EOS, cũng giống như là mình không đầu tư về Texas ha, và mình cũng không khuyến khích anh em là nên đầu tư vào hai đồng coin này, chẳng qua là mình đang thấy một những cái sự tiến triển về mặt phát triển của nó mà mình chia sẻ đến cho anh em thôi. Và đó chỉ là quan điểm cá nhân của mình, không phải là một lời khuyên đầu tư để cho anh em vào anh em mua hay ra sao cả ha. Và ngay cái chính cả bản thân mình cũng vậy, bất kỳ dự án nào đều có phát triển tốt mình sẽ đều ghi nhận, và bất kỳ dự án nào đang có một cái chiều hướng xấu đi mình cũng sẽ đều chia sẻ và đều cảnh báo cho anh em. Rồi, ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em nha. Rồi, hẹn gặp anh em trong tuần sau nha. Bye bye.